Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con đứng yên lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với Mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi như thường lệ gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Coi chừng bị cám dỗ, qua phần trình bày của Hà Vân và Nam Anh. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Coi chừng bị cám dỗ. Có một câu chuyện ngụ ngôn nói về một con sói thèm mồi đi vòng quanh một chuồng chiên. Chuồng chiên rất kiên cố. Chó sói nhìn những con chiên thơ ngon lành mà không làm sao bắt chúng được. Bây giờ thấy một con chiên con, sói gợi chuyện với nó. Em ơi, anh thấy em dễ thương quá. Thật tội nghiệp cho em, phải sống trong ràng chiên chật chội, thiếu thốn mọi bề. Nếu em ra đây với anh sẽ dẫn em đến đồng cỏ tươi tốt, non xanh, có suối nước trong lành. Ô, nếu em ra được cùng với anh sẽ dẫn em đến một nơi thật lý tưởng. Con chiên con thở dài, thấy ở trong chuồng chật chội quá, ra ngoài chắc dễ dàng sung sướng hơn nhiều. Nó bắt đầu suy nghĩ, rồi cố tìm một chỗ hở, ráng len mình để ra ngoài. Cuối cùng nó thoát ra được, vui mừng, nhảy nhót như ra khỏi lao tù. Nhưng đi chưa được 10 bước thì chó sói đã vồ lấy nó mà ăn thịt. Suy gẫm, kính thưa quý vị, câu chuyện ngụ ngôn trên thật đúng với chúng ta. Nếu chúng ta dại dột nghe lời cám dỗ của ma quỷ mà tưởng rằng ở trong hội thánh là ràng chiên của Chúa thì không tự do, không vui vẻ bằng được ra ngoài. Nhưng ra ngoài Chúa thì chúng ta không được gì mà mất hết. Vậy phải luôn tỉnh thức mà nhận biết rằng ở trong Chúa là phước vô cùng. Lời Chúa dạy trong Phêrô 5 câu 8 tới 11: Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng
và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời, vô cùng. Amen. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe phần giải đáp của mục sư Huỳnh Văn Thảo đang hầu việc Chúa tại Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam, qua một câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ một vị thính giả gửi đến cho chúng tôi trong thời gian qua. Câu hỏi ngày hôm nay có nội dung như sau. Thưa quý ông, tôi thường nghe những người theo Tin Lành của các ông, mỗi khi bị hoạn nạn, bị khó khăn hoặc phạm tội, thì họ cho rằng đó là do ma quỷ gây ra. Điều đó có đúng hay không? Và giờ này chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe phần giải đáp của mục sư Huỳnh Văn Thảo. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời mục sư. Trân trọng kính chào quý vị và các bạn thính giả đang theo dõi chương trình phỏng vấn niềm tin Cơ Đốc hôm nay. Kính thưa quý vị, trong phần trả lời của số trước có nói tới vấn đề là có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về mọi sự đau khổ của chúng ta không? Thì trong phần này, chúng ta sẽ nói tới có phải ma quỷ là thủ phạm gây ra mọi đau khổ không? Nếu nói ma quỷ là thủ phạm gây ra mọi đau khổ của loài người, thì phải xem xét. Đúng như vậy, rất nhiều người tin lành đã nói như thế và đổ lỗi cho ma quỷ hay Satan là thủ phạm. Cũng như bài trả lời trước đây đã nói về sự đổ lỗi, nhưng có một câu chuyện được kể lại của một thanh niên đã phạm tội dâm dục với người khác phái. Anh ta đã nói với người lãnh đạo thuộc linh của mình rằng ma quỷ đã cám dỗ con. Nhưng ma quỷ đứng kế bên đã nói người này láo thật, chưa kịp cám dỗ gì cả thì hắn đã nhảy sổ vào người kia rồi. Nghe chừng có vẻ là một chuyện tiếu lâm, kỳ thực thì không thể đổ mọi sự đau khổ xảy ra trong đời sống của chúng ta cho ma quỷ được. Sau khi ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, loài người đã không đi tìm Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề sai trật của mình. Loài người đã né tránh Ngài và Đức Chúa Trời đã phải tìm loài người để giải quyết vấn đề sai phạm đó. Không ai khác hơn chính là Adam. Do đó, Kinh Thánh cho biết Ngài đã gọi Adam, và Adam đã lên tiếng khi ông chọn trốn tránh Đức Chúa Trời. Ngài hỏi ông có ăn trái cây biết điều thiện và điều ác chăng? Ông không trả lời rằng có hay không, nhưng ông đã nói, thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi, cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn. Sáng Thế Ký chương 3 câu thứ 12. Câu chuyện không kết thúc ở chỗ này, bởi vì Đức Chúa Trời biết chuyện gì xảy ra ở giữa họ, nhưng Ngài muốn họ nhận lấy phần lỗi về mình. Ngài hỏi người nữ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Sáng Thế Ký chương 3 câu thứ 13. Chính trong những sự việc này, loài người thường có thói quen đổ lỗi cho ai đó, cho hoàn cảnh. Và với Cơ Đốc nhân thì đổ lỗi cho ma quỷ chính là điều dễ dàng nhất. Nhưng thiết nghĩ về câu chuyện loài người phạm tội và vì cớ tội lỗi loài người gây ra cái chết đã đến với nhân loại, và mọi người đều vô hình chung đồng ý rằng bởi mưu mô của ma quỷ. Vậy thì đúng rồi, ma quỷ là thủ phạm gây ra mọi sự đau khổ của loài người chứ còn đâu nữa. Đức Chúa Trời có hình phạt của Ngài và Ngài đã xử sự việc này, nhưng chúng ta không thể mặc nhiên đổ lỗi cho ma quỷ được. Vì ma quỷ chưa mời gọi thì loài người đã có mặt ở cây biết điều thiện và điều ác rồi. Nếu không có mặt ở đó thì làm sao con rắn có thể nói chuyện với Eva? Người làm chồng Adam đã không ngăn cản vợ mà lại đồng tình với bà. Rồi sự việc xảy ra, cả hai mặc nhiên đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, rồi ma quỷ đã làm cho họ như vậy. Không thể nói như thế, bởi vì loài người có dự phần vào trong sự việc này. Như đã nói ở trên, nếu không đến gần khu vực cấm thì làm sao gặp con rắn?
Nếu không để mắt đến trái cây đó thì làm sao bị cám dỗ? Nếu không nói chuyện thì làm sao nghe được con rắn đã nói gì? Do đó, khi làm sai, Cơ Đốc nhân thường dùng ma quỷ để che chắn và hành vi sai trật của mình. Làm sao rượu có thể đến với bản thân nếu không uống vào? Làm sao có thể tiếp cận được với phụ nữ khi mình đã bỏ chạy khỏi nơi đó? Hãy xem câu chuyện của Joseph trong sách Sáng Thế Ký để xem khi ông bị cám dỗ thái độ của ông ra sao. Một ngày kia, Joseph vào nhà đang làm công việc và chẳng có người nhà nào ở đó. Thì người bèn nắm áo mà rằng, hãy nằm cùng ta, nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Sáng Thế Ký chương 39 câu 11 đến câu thứ 12. Trong trường hợp của Joseph, thì ông phục vụ bà chủ thì đã có sao? Nhưng Joseph đã có nhận thức được điều này là một sự ác, không phải sự lành. Ông kính sợ Đức Chúa Trời nên đã bỏ chạy khỏi đó. Tin rằng vợ của Potiphar cũng có thừa khả năng để cám dỗ Joseph, cho nên Joseph đã phải bỏ chạy ra ngoài. Trong trường hợp này, có thể lắm Cơ Đốc nhân sẽ cứ trao mình cho vợ Potiphar, rồi sau đó đổ lỗi cho ma quỷ là chủ mưu cho việc này chăng? Vì vậy, nếu đổ thừa cho ma quỷ thì có thể nói là ma quỷ không giỏi như thế. Hãy xem trường hợp của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có lẽ chúng ta sẽ có nhận định tốt hơn khi nghĩ rằng ma quỷ là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho chúng ta hay không. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ma-thi-ơ chương 4 câu 1. Kinh Thánh cho biết là Đức Thánh Linh là đấng đưa Chúa Giê-xu đến để chịu ma quỷ cám dỗ. Nếu đọc và nhận định ở đây, chúng ta có thể thấy ma quỷ là công cụ dùng cám dỗ Chúa Giê-xu. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm rồi, sao thì đói. Sau khi kiêng ăn rồi, không phải trong lúc kiêng ăn, Ngài đói và ma quỷ đến. Mục đích của chúng vẫn là cám dỗ nhằm khiến cho ai chúng cám dỗ sẽ thỏa hiệp và không giữ được lòng mình. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Bây giờ thì rõ ràng hơn, ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu dùng quyền phép Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề ăn uống của mình. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không thỏa hiệp, Ngài không chiều theo ý của ma quỷ và chính Ngài cũng không cần chứng tỏ mình là con Đức Chúa Trời. Ngài chống lại sự cám dỗ của ma quỷ bằng lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để chống lại sự cám dỗ và thách thức của ma quỷ. Người ta sống chẳng chỉ nhờ bánh đâu, nhưng nhờ lời của Đức Chúa Trời. Có thể nói đây là sự cám dỗ mà ít người chống lại vì cơn đói. Nhưng chính Kinh Thánh có nói là Ngài đói. Kinh Thánh cho biết sau thời gian kiêng ăn là 40 ngày thì Ngài đói. Có nhu cầu thì sẽ có cám dỗ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết Ngài chỉ phải tranh chiến với sự cám dỗ của ma quỷ xong, Ngài sẽ được Đức Chúa Trời chăm sóc. Mong sao tất cả Cơ Đốc nhân đều nắm được nguyên tắc này, không làm theo ý riêng mà nhận biết có Ngài là có tất cả. Chúa Giê-xu cho biết loài người sống được không phải chỉ ăn mà thôi, mà loài người sống là bởi có lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ dẫn dắt. Một trong những nguyên nhân gây đau khổ cho loài người là sống mà không có lời của Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Bây giờ thì ma quỷ lại có cách khác để cám dỗ Ngài. Hãy chú ý, ma quỷ liên tục thách thức Chúa bằng từ ngữ, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, có cần phải chứng tỏ bản thân là con Đức Chúa Trời với ma quỷ đâu? Rất nhiều Cơ Đốc nhân đã không nắm được nguyên tắc này, cho nên họ liên tục tìm cách chứng tỏ mình với mọi người. Và đây cũng là một cái bẫy. Rồi khi thất bại, họ lại đổ lỗi cho ma quỷ đã
là nguyên nhân. Ma quỷ cám dỗ Ngài bằng cả lời của Đức Chúa Trời, dùng lời Chúa để cám dỗ, và ma quỷ dùng đoạn Thi Thiên 91 câu 11 đến câu 12 để cám dỗ Chúa. Nhưng với Ngài thì không phải là điều đáng sợ, bởi vì người kính sợ Chúa phải biết áp dụng lời Chúa đúng vào hoàn cảnh nào và không bị nao núng hay rúng động trước hoàn cảnh của mình. Amen. Và cũng trong câu 7 này, Đức Chúa Giêsu phán cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngài đã đáp lời ma quỷ bằng câu kinh thánh trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu thứ 16. Do đó, Cơ Đốc nhân rất cần có lời Chúa và đọc lời Chúa để có thể có khả năng nhận định và đáp trả sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta sẽ nhận được nhiều phần thưởng và ơn phước hơn khi thắng hơn hoàn toàn và sự cám dỗ. Vì Chúa cho phép sự cám dỗ đến để chúng ta biết tranh chiến, chứ không phải để than vãn hay đổ lỗi cho ma quỷ được. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Lúc này thì sự cám dỗ ráo riết hơn, vì đã hai lần rồi ma quỷ không làm Chúa Giêsu nao núng. Nhưng lần này thì ma quỷ có một chiêu bài mới với Chúa bằng cách đưa Ngài lên cao và cho Ngài nhìn các nước thế gian. Và sự cám dỗ là sắp mình xuống trước mặt ma quỷ, thì ma quỷ sẽ cho hết. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn thính giả thân mến, chúng ta được biết cũng qua Chúa Giêsu, ma quỷ là cha của sự nói dối. Như vậy, trong ma quỷ không có điều gì nên tin cả, cho dù là điều gì cũng không tin chúng. Chúng ta còn nhớ không, Eva đã nói chuyện với ma quỷ và Eva đã phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ma quỷ biết Chúa Giêsu giáng thế để lấy lại chủ quyền của trái đất, và ma quỷ đã bởi sự lừa dối mà lấy được từ Adam. Ma quỷ hứa với Chúa Giêsu là sắp mình thờ lại hắn thì sẽ có thế gian, không cần phải chịu chết trên cây thập tự giá. Nhưng như vậy thì còn gì là con Đức Chúa Trời? Ngày nay cũng có những Cơ Đốc nhân sắp mình xuống trước mặt ma quỷ để có bánh ăn, để có danh vọng, để có điều kiện vật chất. Thật đau đớn cho Đấng đã cứu chúng ta khi phải chứng kiến sự thay lòng đổi dạ của chúng ta. Dù thế nào cũng không thể sắp mình xuống trước mặt ma quỷ được. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu đã khẳng định được vai trò và trách nhiệm của người tin kính Chúa, không chỉ là con Đức Chúa Trời mà Ngài còn cho chúng ta một tấm gương về dùng lời của Đức Chúa Trời chống trả lại sự cám dỗ của ma quỷ. Do đó, chúng ta hiểu được cách thức mà Chúa đã thắng hơn ma quỷ là Ngài có lời của Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Khi có đắc thắng rồi, có thiên sứ đến hầu việc Ngài liền, ma quỷ không thể làm khổ Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn thính giả, chúng tôi xin mạn phép kết luận với những ý chính như sau. Thứ nhất, nếu nói rằng ma quỷ là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ của chúng ta, là chúng ta đang cho ma quỷ có quá nhiều quy quyền mà ma quỷ không có. Nói ma quỷ là nguyên nhân cũng không khác gì đổ lỗi cho ma quỷ về chính những sai trật và thất bại của chúng ta, để không phải chịu trách nhiệm về lời nói, hành động mình. Joseph có bị cám dỗ, nhưng Joseph vượt qua giữ được đời sống tinh sạch, mặc dù vợ Potiphar có tìm cách gieo điều xấu xa trên ông. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ông là người thắng cuộc, không phải là người thua bại. Bằng cớ rằng khi ông đã hoàn thành sự thử thách của Đức Chúa Trời, đã đem ông lên trên muôn người. Và phần nhấn mạnh sau cùng của bài tâm tình này là: Chúa Giêsu có khiếp nhược và đau khổ trước ma quỷ đâu? Ngài chính là tấm gương của sự đắc thắng, của sự trỗi hơn mọi cám dỗ. Kinh Thánh Thi Thiên 85 câu 13 chép như thế này: Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Nguyện ơn Chúa giúp chúng ta dũng cảm
và chống trả lại sự cám dỗ hầu đến. Amen. Người tranh vinh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng. Dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui cao quý.